Thưa quý vị, thưa các bạn, mặc dù có kim ngạch xuất khẩu trong top 10 nước đứng đầu thế giới, nhưng ngành da giày Việt Nam vẫn bị đánh giá kém cạnh tranh so với các nước khác trong khu vực. Một trong những nguyên nhân chính đó là ngành da giày chưa hình thành một ngành công nghiệp hỗ trợ đúng nghĩa. Thực tế, trong thời gian qua, đã có một số doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nguyên phụ liệu cho ngành da giày, như da thuộc, vải kỹ thuật, phụ kiện làm form, đế, chất dẻo, keo dán, hóa chất. Tuy nhiên, số lượng và quy mô doanh nghiệp còn nhỏ, chỉ đáp ứng được 40% nhu cầu trong nước. Hiện nay, hầu hết các địa phương không mấy mặn mà với các sản phẩm thuộc da do lo ngại ô nhiễm môi trường. Để xây dựng ngành công nghiệp hỗ trợ da giày chuyên nghiệp, nhà nước cần có những chính sách định hướng và hỗ trợ về công tác xử lý môi trường cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực này, như quy hoạch các vùng, khu, cụm công nghiệp chuyên ngành tại các địa phương có lực lượng lao động dồi dào, bảo đảm không gian phát triển công nghiệp hài hòa cho các chuỗi da giày, cũng như thuận lợi trong việc xử lý chất thải. Các vùng công nghiệp chuyên ngành này phải có nhà máy xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn, số liệu quan trắc nước thải đã xử lý phải được nối mạng với trung tâm quản lý môi trường của khu vực, tạo cơ chế thu hút các doanh nghiệp có công nghệ xử lý nước thải tiên tiến hỗ trợ doanh nghiệp da giày. Nếu chính phủ có những cái khu tập trung, và khi khu tập trung như vậy thì cái việc mà chúng ta xử lý nước thải ra đó thì nó cũng sẽ xử lý tập trung, và như vậy cái chi phí nó sẽ rẻ hơn là một. Và các cái địa phương chắc chắn người ta sẽ ủng hộ, bởi vì những cái trung tâm này, những cái khu này được lập lên thì chắc chắn nó sẽ tạo nên công ăn việc làm và tạo nên cái giá trị cho bản thân cái tỉnh đó. Sản xuất da thì cái nước thải của thuộc da rất là độc. Rồi mặc dù là xử lý nhưng mà cái điều đó thì qua nhiều cái sự cố về môi trường vừa rồi thì khiến cho các địa phương người ta cũng cảm thấy rất là e ngại. Hạn chế của các doanh nghiệp trong nước là sản xuất không theo bất cứ quy chuẩn tiêu chuẩn nào. Do đó, chất lượng sản phẩm không đáp ứng yêu cầu, nhất là với hàng xuất khẩu. Mặt khác, đầu tư cho sản xuất nguyên phụ liệu đòi hỏi nguồn vốn rất lớn, trong khi thị trường tiêu thụ trong nước nhỏ, không đem lại lợi nhuận cao. Đó là những lý do cơ bản khiến công nghiệp hỗ trợ cho ngành da giày chưa có nhiều cải thiện trong những năm qua. Trước thực trạng này, nhiều doanh nghiệp cho rằng để xây dựng ngành công nghiệp hỗ trợ da giày chuyên nghiệp, nhà nước cần có thêm những chính sách định hướng và hỗ trợ thiết thực, cụ thể, đáp ứng nhu cầu phát triển trong xu hướng hội nhập quốc tế. Chúng ta phải nói là nói chung luôn, về phía doanh nghiệp, về phía cơ quan chức năng, về phía nhà nước, phải nói là liên kết lại với nhau, hỗ trợ với nhau để bổ trợ cho những doanh nghiệp đầu tư vào công nghiệp hỗ trợ có được những điều kiện, có những phương tiện, có những mặt bằng để phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ. Như thế ngành da giày chúng ta mới phát triển được theo kịp với lại cái xu hướng sắp tới. Thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ cần có những cái trung tâm để mà nghiên cứu phát triển. Chúng ta có trung tâm nghiên cứu phát triển cái nguyên phụ liệu cho ngành da giày, và những cái trung tâm này đó thì sẽ được đầu tư bởi nhà nước. Và như vậy chỉ có nhà nước mới đủ nguồn lực để có thể làm được những việc này. Một là về cơ chế chính sách, và thứ hai là về cái mặt bằng sản xuất. Khó khăn khi đầu tư vào công nghiệp hỗ trợ ngành da giày là nguồn vốn đầu tư rất lớn. Từng doanh nghiệp sẽ không kham nổi khi làm riêng lẻ. Bên cạnh đó, nguồn nhân lực làm chủ được các công nghệ mới trong công nghiệp hỗ trợ cho ngành này còn thiếu. Các chính sách cho ngành công nghiệp hỗ trợ thiếu cụ thể và chưa phát huy tác dụng. Do vậy, chính phủ cần xây dựng các chính sách hỗ trợ thiết thực, phù hợp. Còn về phía các doanh nghiệp, cần tham gia vào công cuộc xây dựng và phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, ủng hộ việc mua nguyên vật liệu sản xuất trong nước cũng như ký hợp đồng hợp tác, hình thành các chuỗi liên kết trong sản xuất kinh doanh. Trong một số năm vừa qua, hiệp hội và phía hiệp hội chúng tôi đã làm được một số việc cũng không là nhỏ. Thí dụ như thứ nhất là chúng tôi có một cái trung tâm gọi là trung tâm Le Faso. Thứ hai là chúng tôi cũng đã có ở đó một cái trung tâm về phát triển sản phẩm. Rồi bên cạnh đấy thì chúng tôi có một cái trung tâm về đào tạo. Rồi chúng tôi có một cái trung tâm để trưng bày về nguyên phụ liệu. Rồi hình thành các cái trung tâm mà nghiên cứu về phát triển cho công nghệ và sản phẩm, thì Hiệp hội Da giày và Túi xách Việt Nam chắc chắn là sẽ đóng một cái vai trò hết sức là tích cực và vai trò đầu tàu, có thể kết nối được không phải là chỉ các khách hàng ở trong nước mà kể cả khách hàng cũng như xuất khẩu đi cho các nước đối với những cái nguyên liệu mà chúng ta làm ra. Bây giờ phải nói là cái công nghiệp hỗ trợ mình chưa đáp ứng được cho các cái nhu cầu của các doanh nghiệp nước ngoài, bởi vì chúng ta quy mô nhỏ, thấy chưa, vốn yếu, công nghệ cũng yếu, phải có nhờ chính phủ hỗ trợ, bổ trợ cho các doanh nghiệp. Nhờ lúc đó thì doanh nghiệp mới đủ sức để liên kết lại thành một cái gì gọi là đủ lực để mà cung cấp cho cái chuỗi của
cung ứng toàn cầu. Bây giờ chúng ta làm sao? Phải đào tạo thêm những kỹ sư của ngành da giày. Như thế ngành da giày chúng ta mới phát triển được, mới mạnh lên được, mới đúng ra mới hội nhập với lại cái xu hướng của toàn cầu. Ngành da giày Việt Nam đang hội nhập khá sâu vào nền kinh tế thế giới và tham gia vào chuỗi cung ứng giá trị toàn cầu. Để phát triển, không cách nào khác, ngành da giày Việt Nam phải tập trung đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ, sản xuất nguyên phụ liệu cho sản xuất da giày. Tuy nhiên, những giải pháp cho phát triển công nghiệp hỗ trợ phải thực sự dành cho doanh nghiệp nội, khi đó mới có khả năng xây dựng được chuỗi sản xuất khép kín cho ngành, đồng thời giúp doanh nghiệp nội đứng vững trước các biến động của thị trường thế giới.